Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2023 cho Đại tá Võ Văn Hội, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham dự lễ có bà Hồ Thị Quảng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân tỉnh. Ngày 19 tháng 8 năm 1993, Đại tá Võ Văn Hội đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, là người con ưu tú của quê hương Dòng Trơm, đất thép Thành Đồng, Đại tá Võ Văn Hội đã thể hiện rõ phẩm chất của người chiến sĩ trung kiên, là đảng viên tiêu biểu, cán bộ có năng lực, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại tá Võ Văn Hội trân trọng cảm ơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân tỉnh Hồ Thị Quảng Yến trực tiếp trao tặng danh hiệu cao quý và cảm ơn tập thể cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cơ quan đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ, tin tưởng, ủng hộ, khích lệ đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, Đại tá Võ Văn Hội bày tỏ tiếp tục phấn đấu trong công tác học tập, rèn luyện để luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước, quân đội tin tưởng giao phó. Qua đó kêu gọi các đồng chí là đảng viên trẻ trong toàn đảng bộ, đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu học tập, công tác tốt, cống hiến trí tuệ và tài năng cho lý tưởng cao đẹp của Đảng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng.